Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì Minh Nhật Audio tiếp tục lên sóng cho anh em và bác rất là nhiều những mẫu dây tín hiệu anh em ạ. Hôm nay đầy đủ luôn cho anh em và các bác nhé. Đấy thì để mà nói thì anh em bỏ ra một cái khoản tiền để anh em đầu tư trong vào audio thì có những mẫu dây nó từ 200-300 nghìn, đúng không ạ? Có những mẫu dây nó rất là rẻ nhưng mà chất lượng nó mang lại cực kỳ vượt trội. Có những bộ dây lên tới gần 1 triệu đồng nhưng mà chưa chắc đã có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em. Quan trọng nhất đó là độ phù hợp. Đấy, độ truyền tải tín hiệu ổn định, độ chống nhiễu tốt, đúng không ạ? Nó có nhiều yếu tố để cho anh em và các bác nó có sự hòa quyện, nó có sự phối hợp làm sao cho chuẩn chỉ nhất. Thì hôm nay em cũng mang đến cho anh em và các bác những cái mẫu dây nó chỉ dao động từ 200 cho đến 300 nghìn đồng thôi, nhưng mà để mà nói thì chất lượng nó mang lại cho anh em cực kỳ vượt trội anh em nhé. Đấy thì em đã nói rất là trong rất nhiều video rồi, bên em có những cả những dòng phân khúc bình dân, có cả những dòng phân khúc cao cấp, những dòng phân khúc 800-900 trên 1 triệu đồng cũng có những dòng chỉ có 220 nghìn đồng một bộ. Đây em sẽ ví dụ luôn, ví dụ anh em và bác bỏ ra 250 nghìn đồng để anh em mua một bộ AV Hitachi bản kim cương như này. Anh em nhìn từ cái rắc cho đến cái bộ dây, đúng không ạ? Anh em nhìn nó có đáng 250 nghìn không đã? Đấy, cái thứ nhất là rắc của Nhật và dây của Nhật. Đấy, anh em về anh em sử dụng nó, cái riêng cái dây này thì em bao bền cho anh em luôn về cái độ bền, về cái chất lượng, đúng chưa ạ? Cho đến độ truyền tải tín hiệu, cho đến chất lượng, bao bền, đấy, chống nhiễu lại tốt. Anh em bảo có đáng đồng tiền anh em bỏ ra không? Đúng không ạ? Đầu tiên anh em phải cân nhắc anh em có đáng đồng tiền anh em bỏ ra để anh em chi tiêu cho cái bộ dây này không. Đấy, như bộ dây này là 250 cho một bộ dài 1 mét. Đấy, ngoài ra anh em và các bác nào cần dài hơn 1,5 mét hay là 2 mét thì anh em lại liên hệ trực tiếp với bên em. Chứ còn tiêu chuẩn của những bộ dây AV thì của nó sẽ là 1 mét rồi, đúng không ạ? Tùy thuộc theo cái khoảng cách anh em để thiết bị thế nào sao cho nó phù hợp nhất để anh em lấy dây tín hiệu cho nó được chuẩn nhất, đúng không ạ? Đấy, hay là những bộ dây đây cũng là dây Hitachi bản thường giá là 220 nghìn đồng một bộ. Đấy, đây bản thường. Đấy, nó vẫn là rắc Nhật thôi anh em, nó vẫn là rắc Hitachi, nó khác nhau ở đúng một cái bộ rắc này anh em này. Kể cả cái dây này của nó cũng như nhau hết anh em nhìn, dây nhau chỉ có rắc là khác nhau nên nó hơn nhau tầm 30 nghìn đồng. Đấy, nhưng mà kể cả anh em và các bác lấy nhiều thì bên em vẫn có thể bớt được cho anh em. Anh em lấy 2-3 bộ lúc nào bên em cũng bớt cho anh em hết. Đấy, anh em bảo có đáng đồng tiền anh em bỏ ra có hơn 200 nghìn trong một bộ dây AV của Nhật, đúng không ạ? Chống nhiễu tốt, truyền tải tín hiệu tốt, cải thiện được giải trung âm và giải cao lại cũng cực kỳ tốt vì lõi của nó là lõi đồng mạng bạc. Anh em mà nghe nhạc bolero, nghe nhạc vàng, nghe nhạc trữ tình, nghe cải thiện bằng dây Nhật này thì miễn bàn luôn, được chưa? Đấy, đây. Hay là những bộ dây AV kép giá cũng chỉ 220 cho bộ. AV kép là sao? Là hai đầu trên một sợi. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích của anh em để nó không bị rối dây đấy ạ. Chứ còn để mà nó chất lượng thì hai con này nó như nhau anh em nhé. Chất lượng thì hai con này như nhau, anh em thể nhìn. Chất lượng hai con này như nhau, chỉ qua là một sợi độc lập và một sợi kép. Sợi kép này thì bên trong của nó có 4 lõi. Đấy thì chúng ta mới làm được ra hai đầu như này chứ, đúng không ạ? Đấy, giá cũng chỉ bằng nhau thôi. Đấy, nhưng mà anh em mà sợ rối thì anh em chơi bộ này rất là hợp lý. Đấy, anh em nào quan tâm mẫu sản phẩm nào, anh em đừng quên chụp ảnh lại màn hình, gửi trực tiếp qua Zalo cho em, hoặc em có thể nhấc điện thoại lên gọi trực tiếp cho em cũng được. Đấy, thì đây là hai cách để anh em nó đỡ bị nhầm lẫn. Đấy, hay là những bộ dây AV thì em nói rồi, bộ dây AV của Hitachi bản kim cương giá là 250 nghìn đồng một bộ anh em nhé. Đấy, bản kim cương anh em để nhìn nó rất là đẹp. Đấy, nó rất là đẹp, bản kim cương của Hitachi anh nhìn từ đẹp, nó đẹp từ những cái đầu rắc này, không phải là em hàng của em khen đâu, nhưng mà thực chất nó rất là đẹp anh em ạ. Chứ hàng của em có những hàng rất là xấu em vẫn bảo xấu, có những bộ cái đầu rắc nó về bãi nó xấu cực kỳ luôn em vẫn bảo là xấu, nhưng mà những cái xấu đấy nhiều anh em lại thích anh em nhé. Có những cái rắc về rất là xấu nhưng mà về rất nhiều anh em thích, vì anh em thích rắc bãi xấu, vì anh em cứ nghĩ là xấu là nó là hàng bãi, nhưng mà không phải, hàng mới cũng hàng bãi em nhé. Hàng mới nó cũng có hàng bãi, là bãi tồn kho, bãi lưu trong kho, nó gọi là bãi tồn kho. Đấy, nó là bãi lưu trong kho, có những bãi người ta sử dụng qua rồi cũng được gọi là hàng bãi.
Đấy, nên là anh em cân nhắc sao cho nó sử dụng. Đấy, như bộ dây dắt kim cương là 250. Hôm nay thì lên cho anh em hết dây AV trước, AV rẻ trước. AV Kimber của Mỹ giá 230.000 đồng một bộ. AV Kimber này thì nó sẽ lên cải thiện được anh. Đây phải Kimber, đây là Monter cho anh em nhầm đó. AV Monter sắc của Kimber. Đấy, chuẩn ra là như thế đây. Đây là AV Monter bản series anh em nhé. Bản này lại cực kỳ hiếm, bản này em bán hết sạch rồi đấy. Hôm trước anh em nhìn em lên mười mấy bộ, bây giờ còn đúng một bộ duy nhất này. Còn đúng một bộ duy nhất. Đây là anh em và các bác nào mà còn quan tâm đến dây Monter siêu mềm này, liên hệ trực tiếp với em, dây lõi đồng anh em nhé. Dây này cải thiện được cho anh em chất âm bát, chất âm sâu, sâu lắng. Đấy, chuyển đấy thì anh em chơi cái dây của Monter, dây Monter cũng rất là hay rồi. Đấy, đầu giáp của Kimber rất là đẹp, sắc Mỹ, dây Mỹ sắc Mỹ mà giá chỉ có hơn 200.000 đồng. Đây. Nhiều anh em bảo dây lâu dây Mỹ, đây dây Mỹ đây, thật chứ đâu đùa đâu mà. Đây. Đấy, anh em thấy không ạ? Monter mà series anh em nhé. Đấy rồi, 230.000 đồng một bộ. Đấy, dây AV. Rồi ok, xong phần dây AV rẻ này anh em này. Ngoài những mẫu dây AV rẻ ra thì bên em có cả những mẫu dây Canon, em sẽ lên lần lượt cho anh em nhé. Dây hai đầu 6 ly của Hitachi giá là 250.000 đồng một sợi, để anh em cắm từ mic không dây xuống vang, được chưa ạ? Rồi, em sẽ để em báo giá xong sẽ để trực tiếp sang bên này. Đây. Đấy. Hay là sợi đây là dây hai đầu 6 ly màu đen này anh em này. Đây là 6 ly sợi treo anh em nhé. 6 ly sợi treo là khác ở 6 ly mono của cái gì? Đây em sẽ cầm này cho anh em nhìn. Đây. 6 ly sợi treo là 6 ly sợi treo nó có hai khấn như thế này anh em ạ. Mà 6 ly mono nó khác nhau ở cái gì? Anh em thể nhìn đây. 6 ly mono của nó chỉ có một cái cấn này thôi, và 6 ly treo sẽ có hai cấn này. 6 ly mono là 250 và 6 ly treo là 300.000 đồng một sợi. Thường thì anh em sử dụng livestream thì không còn lạ gì cái 6 ly treo này nữa rồi. Ở treo thì anh em nào chơi chuyên nghiệp thì mới sử dụng 6 ly treo này thôi. Đấy. Là một sợi mono là 250 và một sợi treo là 300 nha anh em nhé. Ok, xong. Đấy, sợi treo thì em có cũng có hai màu, màu đỏ, màu đen, tùy thuộc thì anh em thích màu nào thì em gửi màu đấy cho anh em. Tất cả rắc đều là rắc của Hitachi anh em nhé. Đây, tất cả rắc nối bên em đều là rắc của Hitachi, được chưa? Em nhìn nó đẹp không ạ? Đó, đây, sợi treo màu đỏ nhá, dây của Hitachi luôn. Đấy, anh em yên trí yên tâm. Đã đến với Minh Nhật Auto thì anh em chỉ được trải nghiệm cái hàng bãi xịn thôi. Đấy, anh em yên trí yên tâm. Đến Minh Nhật Auto thì anh em kia chỉ yên tâm. Dây súp điện Canon cái ra AV. Dây súp điện anh em nhá, dài 2m, cắm từ vang xuống súp điện ra 2 hoa sen. 250.000 đồng một sợi dài 2m. Được chưa? 250 cho một sợi dài 2m dây súp điện. Anh em nào cắm từ âm ly ra thì anh em thay đầu này bằng đầu AV thôi là xong. Cắm từ âm ly sẽ là 1 AV ra 2 AV, giá cũng là 250. Đấy. Anh em nào quan tâm dây súp, dây mic liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. Ok, dây mic cắm từ vang ra mic. Đây, được cắm từ vang ra mic. Dây dài 5m anh em nhé, giá 350 cho một sợi. Dài 5m, giá chỉ có 350.000 đồng, dây của Nhật xịn luôn anh em nhìn. Không phải là em nói linh tinh đâu mà anh em nhận hàng kiểm tra chuẩn hàng mới thanh toán. Được chưa? Anh em nhận hàng kiểm tra chuẩn hàng Nhật, anh em nên thanh toán cho em. Đây là rắc gỗ của Mỹ anh em nhé. Và kể cả những cái rắc Canon này cũng là rắc bên em chọn lọc. Tất cả chấu đều là chấu đồng hết. Đấy. Không phải là em bán hàng mà em khen hàng của em đâu. Đấy, 350 anh em nhé. 6 ly da Canon cái. Những cái này thì anh em hay cắm từ mic không dây xuống vang này, còn nó có hai chuẩn, một chuẩn hai đầu 6 ly và một chuẩn là 6 ly ra Canon cái này. 350 cho một cặp này. 350 cho một cặp Canon cái ra 6 ly anh em nhé. 350. Rắc gỗ này là rắc gỗ xịn anh em nhé. Nó bằng gỗ đấy. Anh em đập mạnh nó còn vỡ. Đấy, đây rắc gỗ hoàn toàn. Anh em nhìn cái vân gỗ đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây anh em nhìn, bãi phải đẹp như này chứ. Đúng không ạ? Hàng bãi phải đẹp như này chứ. Đấy, 350 cho một cặp dài 1m. Rồi. Tiếp theo là sợi AV ra 6 ly.
AV6 ly mono giá cũng là 350 anh em nhé. Anh em nào thích AV6 ly sực treo giá là 400. Đấy, 6 ly mono sẽ rẻ hơn 50.000 đồng. Đó, được chưa? AV ra 6 ly có hết. Rồi, Canon cái xa AV để anh em cắm từ vang xuống âm ly giá là 250.000 đồng một bộ. Canon cái da sọ da V anh em, Canon cái da V giá là 250.000 đồng một bộ, dài 1 mét. Đấy. Dư bản dây sám đầu tiên em lên cho anh em, dây này rất là sướng. Dây này dùng sướng, bao bền, bao sướng cho anh em. Được chưa? Đấy, anh em cập gãy thoải mái, anh em nhìn bóp này. Dây nó bền này mà. Nó dai ngoách ra. Cao su toàn cao su xịn, vỏ toàn vỏ xịn. Đây, nhìn bóng nhẫy, dùng không bao giờ bị bẩn anh em nhé. Đây, chữ nghĩa đàng hoàng cho anh em luôn. Đấy, 250.000 đồng một bộ. Hai đầu Canon đực cái giá 250.000 đồng một bộ. Đây anh em nhìn, cái rác nó đẹp như thế này. Chân toàn chân đồng này anh em nhìn thấy không ạ? Không phải là hàng chợ đâu anh em nhé. Hàng chợ chân nó sẽ là màu trắng. Anh em để ý cho em, hàng chợ chân nó sẽ là màu trắng. Chân inox. Còn đây chân đồng hoàn toàn. Đấy, như chích nó phải là dùng như chích xịn. Nhìn có vẻ hình thức, anh em nhìn có vẻ hình thức nó sẽ hao hao nhau, nhưng mà khi mà vào chất lượng nhìn cái chân này nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đây, anh em nhìn chân vàng không ạ? Tất cả chân vàng hết. 220.000 đồng anh em nhé. Đó. Đó, ok. Đây, đây súp màu xám này. Ok, vàng cũng là 250 anh em nhé. Đây, hai đầu 6 ly mono 250. Dây hai đầu 6 ly vuông. 6 ly vuông cũng vẫn đồng giá là 250 hết anh em nhé. 6 ly vuông, 6 ly thẳng đều đồng giá là 250 hết. Đây 6 ly vuông này cũng của Hitachi đấy anh em. Đấy, đây này. Em thấy không ạ? 6 ly vuông này anh em rất phù hợp để anh em cắm vào sát tường nhé. Sát tường, những cái kệ mà nó kê sát quá anh em chơi 6 ly vuông rất là ok. Đấy. Sau Canon cái da V 220.000 đồng. Canon đực da AV 220.000 đồng. Đực này. Cái này. Đấy. Đực da V, cái da V. Đấy, anh em nào quan tâm mẫu sản phẩm nào, chụp ảnh lại màn hình cho em nhá. Đấy. Anh em nào bác nào mà không nghe kịp, anh em nào bác không nghe kịp giá thì anh em có thể chụp ảnh lại kết bạn Zalo với em, gửi trực ảnh trực tiếp qua Zalo cho em. Nhá. Rồi ok, bây giờ sẽ sang những mẫu cao tiền hơn anh em nhé. Sang những mẫu cao tiền hơn. Đây, anh em thể nhìn ở đây. Ok, bên này thì em có dây của Macintosh này anh em này. Hôm nay có dây Mỹ cho anh em nhé. Dây Hitachi bản to này, dây Furutech của Nhật này, dây Optophone của Đan Mạch này và dây Hitachi bản to, dây Optophone bản xanh. Rồi sẽ báo giá chi tiết luôn cho anh em. Hai dây hai đầu Canon đực cái của Macintosh giá là 950.000 đồng một bộ. Dây này là dây Mỹ xịn luôn anh em nhé. Macintosh dĩ xịn luôn, make in USA luôn. Anh em thể nhìn chữ nghĩa trên dây đây. Đó, make in USA. Đó, bộ này giá là 950.000 đồng một bộ. Canon đực ra Canon cái carbon anh em nhé. Đó, đây. Dây này dây bản màu xanh bộ đội này. Dây này thì nó sẽ lên cho anh em được 3 giải chi tiết luôn anh em nhé. 3 giải đều nhau. Đấy. Còn anh em nào cải thiện chất âm mà giá phân khúc bình dân thì em chơi dây Nhật. Dây Nhật giá rẻ. Đấy, phân khúc rẻ. Còn anh em nào chơi bộ chuyên nghiệp hơn một chút thì anh em chơi ở dòng bên này. Đây, Canon cái đâu? Đây là hai đầu AV khóa gen. Đây đầu rắc, tất cả đầu rắc carbon hết anh em nhé. Đầu rắc carbon hết, giá là 800.000 đồng một bộ dây AV của Macintosh. 800.000 đồng một bộ, bao ship cho anh em. Đây, anh em nhận hàng kiểm tra chuẩn hàng thanh toán cho em. Đấy, anh em không cần cọc trước, ứng trước bất cứ một đồng nào cả nhé. Đấy, anh em chỉ cần gọi là ưng mẫu là chụp ảnh bên em gửi hàng, hàng đến anh em kiểm tra chuẩn hàng anh em mới thanh toán. Đấy, Canon cái sang AV của Macintosh, anh em cắm từ vang xuống âm ly. Đấy, dây của Mỹ giá là 900 một bộ anh em nhé. 900.000 đồng một bộ, bao ship. Ok. Đấy, anh nhìn đẹp không? Rồi, tiếp theo đến dây
dây bản Optophone bản màu xanh này, bản anh em nhìn gấu gấu này thôi nhưng mà giá lại cực kỳ rẻ. Đấy, một bộ dây AV của nó có 480.000 đồng thôi. Đây, AV bản màu xanh của Optophone Đan Mạch giá chỉ có 480.000 đồng. Thì rất nhiều anh em bảo sao dây của dây Đan Mạch thì mà rẻ như thế, đúng không ạ? Để mà nói gì, đầu tiên cái hãng Đan Mạch nó chia làm hai phân khúc anh em nhé. Nó lại chia là phân khúc cao hơn một chút. Đây là phân khúc này, phân khúc bản màu đen là bản đắt tiền và bản màu xanh là bản rẻ. Nó rẻ hơn không phải là vì chất lượng nó kém mà nó rẻ hơn vì chất âm của con này nó chỉ thiên tội thiên bát thôi anh em nhé. Đấy, nó rẻ hơn vì cái chất âm của con này nó không như những dạng đây, nó không như dòng đen này. Dòng đen nó lên được ba giải này, như cái cặp này là giá 800 bộ này anh em này. Đấy, đây là 800 bộ là rắc carbon cơ, như bộ này là 680 này. Nó vẫn là dây Optophone có chưa mũi tên luôn anh em nhé. Nhưng bản màu đen này của nó 680.000 đồng một bộ. Bản màu xanh này rẻ hơn 200.000. 480.000 đồng một bộ. Dây này thiên bát và dây đen này thiên ba dài này. Đấy, đây, coi xong em sẽ vứt được đây. Rồi tiếp theo đến hai đầu Canon được cái. Bản dây các đầu carbon. Đầu carbon này thì cao, đầu carbon này của nó lên tới 730.000 đồng một bộ đấy cơ. Vì đầu carbon này rất là đắt. Riêng rắc của cái dây này đã rơi vào tầm 600.000 đồng tiền rắc. Anh em cứ tính 150 một rắc này. Đấy, rất là xịn, cái rắc này rất là xịn, anh em dùng không bao giờ bị cũ, bị hoen gì hay là bị xước. Vì của nó hoàn toàn bằng rắc carbon. Anh em nhìn rắc có đẹp như này mà. Đấy, nó đắt là cái rắc anh em nhé. Còn dây thì nó lại rẻ. Đấy, rồi tiếp theo đến là Canon cái da V bản màu xanh. Đó, giá là 650.000 đồng một bộ. Đấy, nó nhỉnh hơn cặp kia một chút, nhỉnh hơn cặp AV một chút anh em nhé. 480, cặp này nó rơi vào tầm 600. 600 anh em ạ. Đấy. Đấy là dây Macintosh, đấy là dây Optophone bản màu xanh. Rồi tiếp theo bản màu đen này, bản màu đen thì ở đây còn đúng một cặp AV bản màu đen Optophone giá là 680.000 đồng anh em nhé. Rồi tiếp theo bên này, bên này thì em còn còn hai cái mà còn đúng hai mẫu duy nhất này anh em này. Hai mẫu của Hitachi bản to này. Đây này, quay sát cho anh em nhìn. Bản to của Hitachi, bản này là giá là 300 anh em nhé. Hitachi nó tương tự như dòng ấy thôi nhưng mà dây nó to hơn. Đây, nó tương tự như dòng ấy thôi nhưng mà dây cái này nó to hơn, dây nó xịn hơn, chắc nó vẫn vậy nha anh em nhé. 300.000 đồng bộ này. Đây, bản AV này là 350 này. Hai đầu AV của Hitachi bản bản mà bản này cực kỳ hiếm rồi. Đây, sắc xịn, rồi carbon xịn này. 350.000 đồng một bộ dây AV. Đấy. Dây hai đầu hoa sen, khóa gen anh em nhé. Hai đầu khóa gen, AV khóa gen của Hitachi. Bản này là 550 anh em nhé. 550 cho bộ này. Đó. Bản Flutech rắc Mỹ không chặn giá là 850.000 đồng một bộ. 850 bộ này em nhé. Dây Flutech của Nhật. Đấy, dây Flutech của Nhật bản màu xanh bộ đội này, cực kỳ đẹp luôn này. Đây, Flutech của Nhật đây. Em thấy không ạ? Chữ nghĩa. Em còn đúng một bản duy nhất, giá 850 cho bộ bao ship. Đấy, anh em nào quan tâm mẫu sản phẩm nào có thể chụp ảnh lại màn hình gửi trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Hôm nay thì lên cho anh em khá là nhiều, anh em nhìn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà anh em mà chỉ nói là cho anh một bộ DAV để em không biết bộ nào hết, tôi nhất là anh em quyết chụp ảnh lại màn hình. Đấy, hoặc là anh em vừa xem xong video anh em có thể gọi trực tiếp cho Minh Nhật Âu luôn nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.